Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách làm miến xào giá đậu nhé, thanh đạm, dễ làm, dễ ăn. Các bạn cần chuẩn bị cho mình miến này, mình dùng, nếu mà miến tươi ấy, thì các bạn cho mình 300g nhé, không có thì mình dùng 200g miến, mình ngâm qua đi cho cái phần miến này nó mềm ra các bạn nhé. Và để khi phần miến mình ngâm được rồi ấy, thì các bạn chỉ cần ngâm độ 20-30 phút là được các bạn nhé. Các bạn sẽ cắt bớt cái phần miến này ra cho mình. Khi mình xào ấy nó không bị dài quá, nó sẽ không bị dính vào nhau nhé. Đó, mình sẽ rửa lại cái phần miến này đi và mình sẽ bớt ra cho ráo lương nhé. Và phần giá đậu các bạn cũng cho mình khoảng độ 200g giá này, để sạch phần chân đi cũng được. Và một cà rốt các bạn cho mình một quả này nó to thì mình dùng 1/3 quả là cà rốt nhé. Mình sẽ bào ra một ít hành lá, và nguyên liệu nữa là các bạn cho mình một cây nấm mèo hay gọi là mộc nhĩ nhé. Các bạn ngâm cho mình đi cho nó lở ra như thế này, và nấm hương các bạn cũng ngâm cho lở và mình cũng bóp sạch nước đi nhé. Một ít hành thơm, hành tím thì các bạn sẽ băm ra cho mình nhé. Các bạn băm cho mình cái phần hành này ra nhé. Nấm mèo, nấm hương các bạn sẽ thái ra cho mình. Các bạn cho mình khoảng 5 đến 7 cái nấm hương như thế này nhé. Các bạn cắt khúc ra. Cà rốt thì các bạn sẽ cho mình một phần đấy nhé. Mình chỉ cần lượng cà rốt như thế này thôi, vừa đủ nhé. Các bạn chuẩn bị một cái bát cho mình này, mình sẽ cho vào đây là một thìa dầu ăn này, một thìa nước tương nhé, một thìa dầu hào, các bạn cho mình vào đây lên thìa cà phê nhé, và tiêu nữa 1/2 thìa tùy theo độ cay của các bạn nhé. Hỗn hợp này các bạn trộn đều lên cho mình nhé, thành một bát nước sốt rồi ạ. Bây giờ mình sẽ ướp miến với các gia vị nhé. Miến thì các bạn ướp với bột canh cho mình 1/2 thìa nhé, một ít dầu hào, một chút nước tương. Và các bạn cũng cho mình một thìa dầu ăn vào nhé. Mình trộn đều cái phần miến này lên nhé.
Các bạn cho mình cái chảo dầu lên bếp nhé. Đấy ạ, mình cho dầu ăn vào rồi nhé. Và sau đó thì khi dầu nóng lên thì các bạn sẽ cho mình phần hành vào để mình phi lên nhé. Mình phi thơm cái phần hành này lên, sau đó thì các bạn sẽ đổ cho mình phần nấm hương, nấm mèo vào, mình xào lên nhé. Rồi các bạn sẽ xoăn lên, mình sẽ cho phần cà rốt vào. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần miến vào nhé. Khi mình xào miến thì nó sẽ bị khô, thì các bạn cho mình một chút nước vào nhé. Mình cho cái hỗn hợp nước mà mình đã pha lúc trước ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần cá vào nhé. Cái món này rất chi là nhanh được thôi ạ. Các bạn chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu xong, xuôi đấy mình xào rất nhanh chín ạ. Bạn nào muốn ăn bột ngọt hay mì chính ấy, thì các bạn có thể cho thêm nhé. Ở trong đó thì cô để mình cho như thế này là cũng rất chi là ngon rồi. Cho phần hành lá vào nữa nhé. Vả đều lên cho cái phần hành lá chín nữa là các bạn có thể cho ra đĩa và thưởng thức được rồi ạ. Rất chi là ngon, miến không bị dính chàm nhé, không bị dính mà lại có đủ rau củ quả như thế này, nó miếng xào rất chi là thanh đạm mà lại ngon các bạn nhé. Các bạn có thể làm cho gia đình mình thưởng thức ạ. Và bây giờ mình kiểm tra xem gia vị đã vừa chưa nhé. Rất chi là ngon rồi. Mình tắt bếp mình cho ra ngoài rồi. Các bạn chuẩn bị cái đĩa cho mình nhé để mình cho cái phần miến ra.
Thế các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong nhé là món miến xào giá đậu hay là giá đỗ các bạn nhé. Rất chi là thơm ngon và thanh đạm. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.